Trong cuộc phỏng vấn có một số câu hỏi mà hầu như nhà tuyển dụng nào cũng hỏi, nhưng lại có nhiều ứng viên chưa trả lời được hoặc là trả lời chưa thuyết phục. Ví dụ như câu hãy giới thiệu một chút về bản thân mình. Thì đây là cái câu hỏi mà hãy nhớ rằng nhà tuyển dụng đang hỏi để đánh giá sự phù hợp của bạn với vị trí công việc. Vì vậy bạn hãy chuẩn bị những cái câu trả lời gắn với công việc thay vì những cái điểm nhấn cá nhân. Và với câu trả lời này thì bạn có thể trả lời là: tôi là Hoa Lan, tôi đã tốt nghiệp đại học ABC năm 2017 và có một năm kinh nghiệm làm ở vị trí marketing hoặc là làm nhân viên kinh doanh. Hoặc các nhà tuyển dụng cũng có thể hỏi bạn các câu hỏi như là: bạn đã có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này và hãy kể những cái công việc mà bạn đã làm. Thì đây là cái câu rất hay gặp trong các cuộc phỏng vấn. Nếu không chuẩn bị kỹ thì các bạn cũng sẽ không thể kể nổi một cái câu chuyện hợp lý mà chỉ loanh quanh ở mức độ mô tả và liệt kê. Và sau đây là nội dung giới thiệu cách nói về thành tích của bạn trước các nhà phỏng vấn hay trước các nhà tuyển dụng. Bởi vì các cái công việc mà bạn kể ra trong lúc phỏng vấn thì có thể giúp các nhà tuyển dụng suy ra năng lực hay là tính cách của bạn. Vì vậy bạn có thể tham khảo một số gợi ý theo các cái bảng dưới đây: vị trí, cái công việc mà bạn đã từng làm, năm, thời gian, nhiệm vụ của bạn là đã làm gì, những đóng góp của bạn trong công việc đó, khó khăn cần vượt qua, kết quả đạt được, phẩm chất bộc lộ, hoạt động, các cái năng lực mà bạn đạt được khi còn làm cái công việc đó, ví dụ như là năng lực chuyên môn này, năng lực tư duy, lĩnh vực hoạt động là gì, năng lực giao tiếp đạt được, biên bản giám định. Và để giúp các bạn thì chúng tôi cũng đã liệt kê dưới đây danh sách những cái động từ chỉ những cái hành động liên quan đến những công việc mà bạn đã thực hiện. Ví dụ như nếu trong công việc bạn phải ra quyết định thì hãy dùng những cái động từ như là kết luận, xác định, loại bỏ, lựa chọn, suy xét, điều chỉnh, vân vân. Trong quản lý kinh tế thì các bạn có thể sử dụng những cái động từ bắt đầu bằng củng cố, tiết kiệm, cân đối, khai thác, đầu tư, tối ưu hóa. Trong điều hành thì hãy sử dụng các động từ như là xác định, hướng dẫn, thúc đẩy, gợi ý, thiết lập. Trong quản lý hành chính, sắp xếp, tính toán, đăng ký, thiết lập, vân vân. Và trong sản xuất là áp dụng, thi hành, chấp hành. Và tương tự, trong các cái lĩnh vực như đào tạo, tổ chức, trao đổi, phát triển, tìm kiếm thì cũng có các cái động từ đi kèm mà các bạn nên tham khảo. Và trong kiểm tra, sáng tạo, tương thuyết, tư vấn thì ở đây cũng có các cái động từ mà chúng tôi đã liệt kê ra, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu. Và có một cái phương pháp PRQ sẽ giúp các bạn xây dựng cái bài giới thiệu của mình một cách khó tổ chức hoặc là chuyên nghiệp hơn. Trong đó PRQ là viết tắt của các từ như bao gồm P, problem, vấn đề. Sau khi sắp xếp lại bối cảnh, ngày tháng, nơi làm việc, nhiệm vụ, công việc được giao, hãy mô tả những vấn đề bạn cần phải giải quyết và những mục tiêu bạn cần đạt được, những thách thức mà bạn phải vượt qua. A, viết tắt của từ action, hành động. Hãy nói về những việc làm cụ thể, những việc mà bạn cho là quan trọng. Hay là R là result, kết quả, là những cái kết quả mà bạn đã làm và làm một cách nào. Nếu có thể thì hãy quy chúng ra các cái con số bằng tiền hay là bằng phần trăm. Q là năng lực đạt được, là những cái hiểu biết, những kỹ năng, năng lực, nghề nghiệp hay phẩm chất mà bạn đã lĩnh hội. Và sau đây sẽ là một cái ví dụ về cái công việc mà các bạn có thể tham khảo, công việc mà đã từng trải qua để có thể trả lời các cái nhà phỏng vấn. Tên công việc hay vị trí công việc đó là nhân viên kinh doanh. Thời gian làm việc, ở đây bạn nên bắt đầu từ vị trí công việc, tên công ty, địa điểm và thời gian làm việc, và hãy sắp xếp thứ tự công việc từ gần cho đến xa. Tiếp theo là nhiệm vụ của bạn thì hãy mô tả trách nhiệm công việc bằng những cái hành bằng những cái động từ như là phát triển, tổ chức, quản lý, đào tạo, hỗ trợ, và hãy tập trung vào những cái kỹ năng và thế mạnh của bạn đã đạt được. Ví dụ như là công việc, nhiệm vụ của tôi là marketing trực tiếp, hỗ trợ bán hàng cho bộ phận kinh doanh cung ứng, hay là quản lý, hỗ trợ điều hành, kiểm định, quy trình tìm kiếm khách hàng. Rồi những cái đóng góp đó là đề xuất một số ý tưởng cho công ty. Một số khó khăn cần vượt qua đó là kết hợp với bộ phận truyền thông và marketing tạo thêm số lượng data, tức là dữ liệu khách hàng, và đặt doanh số vượt trội với mục tiêu là có thêm 500 hay là 1.000 dữ liệu khách hàng mới trong một tháng. Để có cái kết quả đã đạt được là doanh số hàng tháng tăng thêm 20% và quản lý 10 telesale trong tổ. Phẩm chất bộc lộ trong quá trình làm việc đó là có khả năng trao đổi, lắng nghe và đề xuất. Hoạt động sale hay marketing thì có thể sử dụng như là email marketing hay là marketing truyền thống. Các cái năng lực đạt được như là năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp đàm phán, linh hoạt nhạy bén, có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, có khả năng tư vấn thuyết phục, hay là năng lực tư duy, nhận ra nhu cầu cần có cách tiếp cận mới hoặc là thay đổi cách tiếp cận hiện có. Lĩnh vực hoạt động thì từng làm nhân viên kinh doanh ở trong lĩnh vực như là bất động sản, du lịch, khách sạn, y tế, sức khỏe, v.v.
rồi năng lực giao tiếp đạt được và đàm phán trao đổi, truyền đạt vấn đề, báo cáo vấn đề. Và biên bản giám định ở đây là một số các cái chứng nhận bạn đã nhận được trong cái quá trình công tác. Thì đây là một cái bản ví dụ mà các bạn có thể tham khảo để trả lời các cái nhà phỏng vấn hay là viết vào trong CV của mình. Chúc các bạn thành công.